chào các bạn, mình là Dũng đây. Thì hôm nay trung tâm độ của mình cũng vừa hoàn thành xong với con xe Escape của anh khách. Thì mình nhận cái con xe này của anh khách đó là của từ năm 2008. Thì tới hôm nay cũng đã là 13 năm tuổi rồi. Anh nói với mình là Dũng ơi, anh muốn làm đẹp, anh muốn nâng cấp, vì con xe này là con xe kỷ niệm của anh. Thì em hãy tư vấn cho anh cái gói nâng cấp làm đẹp xe này như thế nào để nó trở lại lung linh giống như những ngày đầu tiên. Đó các bạn, đây con xe 13 năm tuổi. Thì hôm nay mình chuẩn bị bàn giao con xe cho anh ấy. Cũng còn một số món chưa kịp hoàn thành, nhưng mà vẫn phải giao xe cho anh để anh kịp đi Tết nữa các bạn. Đây, cái đầu tiên mà chúng ta dễ như biết thấy, các bạn thấy cái bóng trên cái xe này không? Ha, đây là cái lớp ceramic mà mình đã phủ lên cho cái xe này, hay chưa? Đó, cái xe nó sẽ bóng hơn rất là nhiều. Đa phần bên mình là làm xe xong thì bên mình phải phủ lên cái lớp ceramic cho khách. Đó, ngoài ra thì cái màu sơn của xe này thì mình cũng đã sơn lại nguyên con ha. Màu này là màu xanh Blue Digital, màu xanh đen của Ford. Đó các bạn thấy. Thì cái công nghệ sơn bên mình, các bạn thấy những cái đốm kim cương này các bạn, giống như là những cái xe mà sơn nhập ở bên Thái của màu xanh Blue Digital mà của xe LED hiện nay mà khách hàng đang được cực kỳ yêu thích. Không biết camera mình quay mình thấy được những cái viên kim cương, những cái giống như là những cái ánh kim cương ở trên xe không? Đó hai các bạn, đây mình sẽ sơn lại, mình thay đổi cả phần ngoại thất nguyên con ha. Đây là màu xanh Blue Deep Crystal, rất là được ưa chuộng của dòng xe LS hiện nay. Đó, mình đã phủ chặn lớp ceramic luôn. Đó, ngoài ra phần đầu xe thì mình cũng dán cái màu khói ha, màu khói chặn luôn ha. Đây, dán đề can màu khói. Thì do bên mình cũng chưa kịp thay đổi cái dàn đèn cho anh khách nữa các bạn, thì qua Tết thì mình sẽ nâng cấp thêm ha. Đó, ngoài ra một trong những cái mà mình ấn tượng nhất khi mà mình tư vấn xe cho tất cả các khách hàng đó là dàn chân các bạn. Đây, dàn chân của Escape 2008 mình cũng đã đổi qua cái dàn chân ha. Đây là dàn chân mà mình đã lựa chọn cho anh ấy, nó giúp trong xe ngầu hơn rất là nhiều và nhìn xe nó hiện đại hơn ha, update của những cái xe thế hệ mới hiện nay luôn. Đây, mình cũng lựa chọn cho anh luôn đi cùng với đó là cái lớp Michelin. Lớp Michelin là cái đốp đi cực kỳ êm nha các bạn. Nhưng khi mà chúng ta đi ở những cái đường mà đường trường, đường đẹp ha các bạn, thì lớp Michelin này nó sẽ phát huy hết cái công dụng. Tại vì đây là dạng lớp mềm, tăng cái sự êm ái, nhưng nó cũng sẽ rất là dễ tổn thương so với những cái lớp cứng, giống như lớp Crystal là dạng lớp cứng. Nhưng mà cái lớp này chúng ta sử dụng xe ở đường trường, đường không có quá gồ ghề, không quá nhiều đường xấu, thì Michelin là thực sự là lựa chọn hoàn hảo cho những khách hàng mà cần sự êm ái trong xe. Đó các bạn, đây ha. Đây, sơn bên mình là dòng sơn cao cấp để mình lựa chọn cho anh khách này luôn. Đó các bạn, đó, thay đổi diện mạo của con xe Escape 2008. Đây, Escape là dòng xe mà mình thấy rất là nam tính, nó không có bị lỗi thời theo thời gian. Đó, phần phía sau xe thì qua Tết thì mình sẽ update cho anh thêm cái bô nữa các bạn. Đây, do này chưa kịp, mình đang đã nhập về cái ống xả cho anh ấy, thay đổi luôn cái dàn bô mới để tăng cho sự hiệu suất của xe mà tăng thêm cái sự thời gian của xe hơn rất là nhiều. Đó, ok, thôi mình vào khoang nội thất đi các bạn. Ở khoang nội thất thì mình cũng đã thay lại luôn cái bộ ghế da cho nãy luôn ha. Đây, mình đã ốp lại da toàn bộ xe cho nãy luôn, cả những cái tấm bi cửa này các bạn. Đó ha, đây là loại da mà da tổng hợp bên mình, cũng rất là ok, chất lượng thì cũng tuyệt vời nha các bạn. Da thì ở trên thị trường cũng có nhiều dòng, thì bên mình cũng có nhiều cái gói độ về da ha. Có loại cơ bản nhất là simili, cái thứ hai là da tổng hợp, cái thứ ba là da napa ha các bạn. Thì các bạn tùy chọn cái gói da nào thì mình cũng có những cái mức giá để phù hợp, mức giá phù hợp cho từng khách hàng nha các bạn. Đây, mình đã ốp da lại toàn bộ luôn. Đây các bạn, đây, những cái này là những cái nhựa nè các bạn, mình đã ốp lại da cho nãy luôn, ốp lại da toàn bộ luôn. Thì mình chọn cái phối màu trên xe này, đó là hai tông ha, tông kem, tông hồng kem và tông đen ha các bạn. Đây,
phần tắp lô, mình cũng đã ốp lại da toàn bộ cho anh ấy luôn. Đây các bạn thấy, đây là loại da tổng hợp nhưng mà cực kỳ cao cấp bên mình luôn nha các bạn. Rất là mịn màng đó, những cái tắp lô, những cái ốp cửa ha. Đây tất cả dàn ghế này mình cũng đã ốp lại da cho anh luôn đó ha. Ngồi rất là sướng. Ngoài ra thì trần này mình cũng đã làm lại da lộn cho anh luôn các bạn. Đây, đây là da lộn này các bạn. Đó, mình cũng đi màu tông sáng. Đây ha. Màu tông sáng để nó phù hợp với lại cái ghế da nội thất màu kem. Hồng kem giống như vậy. Đây các bạn. Đó. Bạn phần xuống xem phần sau xe nè. Đó, mình đã thay đổi lại tất cả những cái chi tiết ở phía sau luôn. Chuyển qua ghế da cho hôm nay cho anh ấy ha các bạn. Đó, thấy chưa? Không còn thấy những cái sự cũ kỹ của dòng xe Escape 13 năm rồi các bạn. Đó, thấy chưa? Phần trần thì mình cũng đã làm lại cho luôn, từ trước ra sau, bọc lại trần da lộn cho ảnh luôn. Đó, da công nghiệp, ngồi rất là mịn nha các bạn. Đây, bọc lại da cho tất cả các chi tiết ha. Cái vân nhìn nó to. Đây, những cái vân này là những cái vân mà của dòng da tổng hợp nhưng mà loại cao cấp các bạn. Nè, chúng ta dễ nhận biết lắm. Chúng ta thấy cái đường vân nè, nó to nè, nó rõ cái đường chỉ nè các bạn. Đó, đây là những dòng da mà tổng hợp nhưng mà thuộc dạng cao cấp các bạn. Đó, mình ốp cả luôn. À, ngoài ra thì mình cũng làm luôn nhúng carbon cho những cái chi tiết bằng nhựa. Đó, các bạn thấy không? Đây, những chi tiết carbon, nhúng carbon của mình. Đây, mà thấy chưa? Mình nhúng carbon cho anh ấy hết luôn. Đây, những cái tay nắm cửa ha, những cái đường viền. Phần phía trên nữa nè các bạn. Đây, phần phía trên nữa nè. À, bên tắp bi cửa nè, mình nhúng carbon ha. Mình còn nhúng carbon luôn cả cái phần tắp lô cho anh ấy luôn. Đây, hay chưa? Phần tắp lô, đây phần tắp lô ha. Những cái gối của vô lăng và cả con ngựa giữa các bạn. Con ngựa giữa thì mình cũng đã thay đổi luôn, mình nhúng carbon chứ không phải mình dán carbon nha. Nhúng carbon thì cái độ bền nó cao hơn rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì cái phần sàn, cái phần sàn này mình cũng đã xử lý lại toàn bộ cho ảnh luôn các bạn. Đây, thấy chưa? Mình cũng đã ốp lại những cái ốp mới cho ảnh nè. Và cái dàn sàn này mình cũng đã thay luôn cái dàn sàn mới ha. Mình tháo ra mình sang luôn cái dàn sàn mới và mình ốp lên đó là cái thảm lót sàn 6D ha. Tất cả cái dàn nhựa này các bạn là đều thay mới lại cho ảnh hết luôn các bạn. Đó. Cái con xe này là gần như mình thay mới 100% về nội thất. Nội thất là mình lột ra hết, mình làm lại hết cho ảnh luôn. Từ cái phần sàn thì mình cũng bung ra ha, mình làm lại để sàn thì một thời gian dài mình sử dụng nó cũng đã bám mùi rồi các bạn. Đó thì mình tháo hết dàn sàn ra, mình làm dàn sàn mới và mình phủ lên đó là phần lót sàn 6D các bạn. Đây, phần lót sàn 6D và những cái tắp bi nhựa giống như vậy. Đây, phần sàn 6D ha. Và những cái tắp bi nhựa như giống như vậy thì mình cũng đã thay lại cho anh ấy luôn. Và một số chi tiết thì mình cũng đã ốp carbon. À, da thì mình cũng đã chuyển qua dàn da mới, da tổng hợp cao cấp cho ảnh. Đây à, còn phần phía sau, đây phần phía sau các bạn thấy mới không? Đây, hay chưa? Gần như là một con xe mới hoàn toàn luôn các bạn. Chắc chắn nó là giống như con xe mới hoàn toàn luôn cái phần nội thất. Tại vì mình đã thay lại 100% phần nội thất cho anh ấy mà. Đây các bạn thấy, đây những cái này là mình đều thay mới cho anh hết nè. Đó, những cái ốp nhựa này các bạn, mình đều order hàng, mình thay mới cho anh hết luôn. À, chúng ta không còn nhận ra con xe 13 năm trước xài cũng đã rất là cũ kỹ rồi. Thấy chưa các bạn? Đây à, bọc lại da toàn bộ luôn. Đó. Thì qua Tết thì mình cũng sẽ còn làm một số chi tiết. Một số chi tiết đó là mình độ lại cái bô cho anh ấy nè. À, mình độ lại bô cho anh ấy nè. Mình chuyển qua cái dòng bô hiệu suất và nó thời trang hơn. Cái thứ hai nữa mình sẽ làm lại dàn đèn ở phía sau cho anh ấy và cái phần dàn đèn phía trước cho anh ấy. Đó. Một lần nữa mình nhìn ngắm lại cái con xe Escape 13 năm tuổi nha các bạn. Đó, các bạn cũng đã thấy thì mình đã nâng cấp toàn diện vào con xe Escape. Thì nếu quý khách hàng đang sở hữu những con xe mà đã lớn tuổi cần thay đổi màn hình thì hãy tới trung tâm của bên mình đi. Bên mình sẽ có rất là nhiều cái gói để phù hợp với lại giá cả, cái chi phí của khách hàng ha các bạn. Tất cả các hiệu xe đó các bạn, không chỉ là xe Ford đâu, Honda, Toyota, Hyundai, những dòng xe cao cấp, Mercedes, BMW thì cũng hãy tới mang lại bên mình. Bên mình sẽ nâng cấp
làm đẹp, thay đổi diện mạo cho siêu của các bạn nhé. Nếu các bạn thấy clip này hay và hấp dẫn thì hãy cho mình một like, một share và một subscribe nhé. Mình là Bùi Quang Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.